Câu chuyện chú rùa và chú ếch nhảy nhót. Một buổi sáng đẹp trời, rùa lững thững bò dọc theo bờ sông như thường lệ, vừa đi vừa nhấm nháp vài cọng cỏ tươi. Từ xa, ếch nhảy loi cho từ tảng đá này sang tảng đá khác, chẳng khác gì một nghệ sĩ xiếc điêu luyện. Thấy rùa bò chậm rì rì như mọi ngày, ếch không kìm được bèn lên tiếng cười chế giễu. Này rùa, cậu định bò đến hết đời luôn hả? Tớ mà như cậu thì chắc mất cả tuần mới qua nổi bờ sông. Nhìn đây, tớ chỉ cần một cái nhảy là băng qua luôn. Rùa vẫn bình tĩnh, không bận tâm, chỉ mỉm cười nói, mỗi loài có cách di chuyển của riêng mình, tôi thì thông thả bò thôi. Nhưng ếch vẫn chưa chịu dừng, tiếp tục nhảy nhót và khoe khoang, ồ, thôi nào, chậm như cậu thì chẳng bao giờ trải nghiệm được cảm giác bay bổng trên cao như tớ đâu. Chỉ cần úi da. Ếch đang mãi nhảy tới nhảy lui thì bỗng trượt chân trên một viên sỏi trơn và rơi tõm xuống nước. Nó hì hục bơi lên, lông mày nhíu lại, mặt mũi ướt nhẹp, bực bội cất tiếng, xem ra viên sỏi này không thích trò nhảy của tớ lắm nhỉ. Rùa nhìn thấy, chỉ khẽ nhướng mày, định bụng tiếp tục hành trình chậm rãi của mình. Nhưng chẳng bao lâu sau, một chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra. Từ trên cao, một con diều hâu sải cánh rộng lao xuống, nhắm ngay ếch mà quắp lấy. Chú ếch chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ kịp la lên một tiếng ê oái, ê rồi đã bị mang đi. Trên bờ, rùa nhìn theo với vẻ vừa thương cảm vừa buồn cười, lẩm bẩm, đấy, cứ nghĩ mình nhảy giỏi, nhanh nhẹn hơn người, cuối cùng thì cũng chẳng thoát được số phận. Ai ngờ diều hâu lại thích món ếch nhảy. Và rùa lại tiếp tục bò đi, không quên để lại một lời nhắn nhủ trong đầu. Trong cuộc sống, nhanh hay chậm không quan trọng, quan trọng là biết khiêm tốn và tránh khoe khoang quá đà. Bài học, khi ta quá tự tin vào bản thân và cười nhạo người khác, cuộc đời có thể sẽ đưa ra những bất ngờ không mấy dễ chịu để dạy ta một bài học đắt giá. Chuyện vị họa sĩ và nhà phê bình khó tính. Trong một buổi triển lãm nghệ thuật nổi tiếng, một vị họa sĩ lừng danh đứng bên cạnh tác phẩm mới nhất của mình. Xung quanh ông là những lời khen ngợi về sự sáng tạo và tài năng. Tuy nhiên, khi một nhà phê bình nghệ thuật có tiếng bước tới, thái độ của ông ta lạnh nhạt hẳn. Sau một lúc ngắm nhìn bức tranh, nhà phê bình nhếch mép nói, tác phẩm này quả thật khó mà nói rằng nó có giá trị nghệ thuật gì đáng kể. Mọi người xung quanh ngạc nhiên, còn vị họa sĩ chỉ mỉm cười điềm đạm đáp lại, à, tôi cũng gặp khó khăn tương tự khi cố gắng nhìn ra sự tinh tế trong phong cách phê bình của ông. Nhưng tôi tin rằng chúng ta đều có thể cải thiện qua thời gian. Nhà phê bình sững người, không tìm ra được câu trả lời nào thích hợp, chỉ lúng túng gật đầu rồi lặng lẽ bước đi. Bài học rút ra, khi ta cố gắng dùng lời lẽ để hạ thấp người khác, rất có thể chính ta sẽ trở thành nạn nhân của sự thiếu tinh tế của chính mình. Lời nói không tôn trọng người khác thường chỉ mang lại sự xấu hổ cho bản thân. Chuyện của hai con cá. Trong một cái hồ nhỏ ở một góc rừng, có hai con cá. Cá đuôi dài sống gần khu vực nước sâu, nơi nước trong xanh, mát mẻ. Còn cá đuôi ngắn lại sống ở mép hồ, nơi nước nông và thường xuyên bị nóng bức vì mặt trời chiếu thẳng xuống. Một ngày nọ, cá đuôi dài khuyên bạn, này, cậu nên bơi ra vùng nước sâu với tớ, ở đó an toàn hơn và thoáng mát, chỗ cậu ở nguy hiểm lắm, khi nước cạn đi, cậu sẽ mắc kẹt đấy. Cá đuôi ngắn cười và lắc đầu, tớ ở đây quen rồi, dù gì cũng chưa có chuyện gì xảy ra mà. Chẳng sao đâu, ngày qua ngày, nước hồ cạn dần khi trời nắng nóng kéo dài. Cá đuôi dài lo lắng nhìn ra phía bờ, nhưng cá đuôi ngắn vẫn không rời đi. Rồi một buổi sáng, nước hồ cạn tới mức bờ hồ chỉ còn lại bùn lầy, và cá đuôi ngắn không còn cách nào để bơi ra vùng nước sâu. Cuối cùng, nó mắc cạn và không thể sống sót. Cá đuôi dài đứng từ xa nhìn bạn mình và buồn bã thở dài, cuộc sống không chờ đợi ai cả, nếu không biết thay đổi, ta sẽ tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Bài học, cuộc sống luôn thay đổi, và sự lười biếng hay cố chấp không chịu thay đổi sẽ chỉ mang đến sự thất bại. Để tồn tại và phát triển, ta cần phải chủ động thích nghi và bước đi trên con đường mình chọn, thay vì để cuộc đời quyết định hộ.
chuyện chuột và sóc. Vào những ngày cuối thu, chuột lắc nhảy nhót khắp nơi, tìm kiếm những thứ vặt vãnh như vụn bánh mì hay trái cây rụng. Trong khi đó, sóc đang bận rộn tha những quả hạch và trái cây khô về tổ, chuẩn bị cho mùa đông lạnh giá. Chuột lắc nhìn thấy cảnh sóc cứ lăng xăng suốt ngày liền cười khẩy. Này sóc, sao cậu phải khổ vậy? Cứ thư giãn chút đi, trời còn đẹp thế này, thức ăn thì đầy ra đó, lo gì mùa đông, cứ chơi đã rồi lo sau. Sóc vẫn tiếp tục thu thập hạt rẻ và mỉm cười đáp. Cậu cứ nói thế, nhưng mình nghĩ chuẩn bị trước chẳng bao giờ là thừa đâu. Cậu biết mùa đông khắc nghiệt thế nào rồi mà. Chuột lắc nghe xong chỉ cười, rồi tiếp tục nhảy nhót khắp nơi, không bận tâm thu gom thức ăn cho mùa đông sắp tới. Khi mùa đông đến, tuyết rơi dày đặc, mặt đất bị đóng băng, thức ăn biến mất. Chuột lắc khổ sở, chạy khắp nơi tìm thức ăn nhưng chẳng còn gì để nhặt. Đói lả và rét run, chuột lắc nhích thích đến tổ của sóc, ngỏ ý muốn xin chút thức ăn. Sóc ngồi ấm áp trong tổ, với kho lương thực đầy ắp, thở dài nhìn chuột lắc. Cậu thấy chưa, giá mà cậu cũng chịu khó lo xa một chút, thì giờ đâu có rơi vào cảnh khốn khổ thế này. Lần này tớ sẽ chia sẻ với cậu, nhưng nhớ nhé, lần sau phải biết lo trước chức ăn đấy. Chuột lách ngượng ngùng gật đầu, cảm thấy hối tiếc vì sự thiếu chuẩn bị của mình. Bài học, cuộc sống luôn thay đổi và khó lường. Nếu không biết chuẩn bị trước cho những khó khăn tương lai, ta sẽ dễ gặp phải những tình huống bất chắc. Biết lo xa và làm việc chăm chỉ khi còn điều kiện, bạn sẽ không phải lo lắng khi thời điểm khó khăn đến. Chuyện về chú bướm non. Một ngày nọ, một chú bướm non vừa mới chui ra khỏi kén, đang cố gắng mở rộng đôi cánh yếu ớt của mình để bay lên lần đầu tiên. Chú bướm cảm thấy rất khó khăn, đôi cánh của nó run rẩy, chưa đủ mạnh để nâng cơ thể lên khỏi mặt đất. Xung quanh, những con côn trùng khác, như những chú kiến và ong, quan sát và không ngừng chế giễu. Ơi ôi, làm sao mà bay nổi với đôi cánh yếu ớt thế kia? Ghê thôi, bỏ cuộc đi. Có cố thế nào cũng chẳng bay nổi đâu. Để chú bướm nghe thấy những lời nói ấy, trong lòng cảm thấy nghi ngờ bản thân. Nó đã nghĩ đến việc từ bỏ, vì thực sự đôi cánh của nó chưa hoàn thiện, và cánh nhỏ đến mức bay lên là điều không tưởng. Nhưng sau một lúc, bướm non lại nghĩ, từ mình đã đến được đây rồi, nếu mình từ bỏ bây giờ, thì bao nhiêu cố gắng sẽ uổng phí. Mình phải thử thêm chút nữa. Để chú bướm nhắm mắt, hít một hơi dài và cố gắng dang rộng đôi cánh hết mức có thể. Lần này, mặc kệ những lời chế giễu vang vọng xung quanh, nó dồn hết sức lực để đập cánh. Và một phép màu xảy ra, đôi cánh của chú mạnh mẽ hơn từng chút một. Chú bướm bắt đầu rời khỏi mặt đất, bay lên không trung, lượn quanh đầy duyên dáng. Những con côn trùng phía dưới không còn chế giễu nữa, mà há hốc miệng kinh ngạc, trong khi chú bướm đã bay cao trên bầu trời, tự do trong nắng sớm. Bài học, đừng để những lời nói tiêu cực của người khác làm cản trở bạn. Khi đối mặt với khó khăn, đôi khi chỉ cần thêm một chút nỗ lực và niềm tin vào bản thân, bạn có thể vượt qua mọi trở ngại và đạt được những điều tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện nhỏ về cuộc sống tiếp theo nhé.